Dạ, cho con gửi lời chào đến thầy cũng như là tất cả quý Phật tử đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Dạ, đây là lần thứ tư con được hát trong những buổi giảng của thầy. Cái cảm xúc cũng lúc nào cũng như lần đầu hết, hồi hộp lắm. Nhưng mà hồi nãy thầy có nói là hồi hộp nhưng mà được sự cổ vũ của tất cả quý Phật tử thì con sẽ hết hồi hộp ạ. Dạ, hôm nay con muốn gửi đến tất cả mọi người một bài hát của nhạc sĩ Thanh Sơn, bài hát Nhớ Cố Hương. Bài hát này thì mang một niềm tâm sự của những người xa quê. Và con cũng là người xa quê và cũng nhiều năm rồi cũng chưa ăn Tết ở nhà. Cho nên là con muốn gửi tất cả mọi người để mình cùng đồng cảm và cùng lắng động lại một xíu với cái khúc này ạ. Dạ.
giấc ngủ chìm trong cơn mơ, đánh mất tuổi thơ, biết bao kỷ niệm, biết đâu mà tìm ngày xưa khắc ghi vào. Nhớ cô hương về, nhớ người dầm mưa dài nắng, héo hắt cả đời chờ đợi trắng, trắng như bạc vôi. Vẫn là tình xưa như bàn thôi, nếu cuộc đời không như dòng trôi, tình quê thương quá giấu đi thật xa, cũng về nhớ nhà. Vẫn là tình xưa như bàn thôi, nếu cuộc đời không như dòng trôi, tình quê thương quá giấu đi thật xa, cũng về nhớ. Cảm ơn tất cả quý vị tử rất nhiều ạ. Dạ, bài này hay không ạ? Dạ, cái bài này con thích rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay con mới hát lần đầu tiên ở đây, hát cho tất cả mọi người nghe. Cái bài này là cái bài kiểu như mình tự sự về một người con xa quê và đi xa nhà, nhớ cha, nhớ mẹ, nhớ người yêu ạ. Dạ, con cảm ơn tất cả những tình cảm của quý vị Phật tử rất nhiều. Và con xin kính chúc cho tất cả quý Phật tử cũng như là kính chúc cho thầy thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui và bình an cho cuộc sống ạ. Con cảm ơn rất nhiều. Dạ, sau đây thì con xin niệm Phật ạ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.